sử như mình là con rắn, mình có suy nghĩ được như con người không? Đây, để tôi phân tích cho mọi người. Giả sử như bây giờ mình có người yêu và tự dưng mình bị biến thành con rắn thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ như các bạn là người yêu tôi đi, đấy, các sầu bị biến thành con rắn thì tôi sẽ không muốn các sầu gặp nguy hiểm đúng không? Tôi sẽ nhốt các sầu vào trong một cái bể kính đi. Tôi sẽ nuôi nhốt và sau đấy tôi sẽ bỏ thức ăn vào cho các sầu. Thế mà dần dần qua ngày qua tháng chúng mình không thể mờ lèm giao tiếp cơ thể các thứ ấy. Thì mình sẽ phải tìm đến người khác. Xong rồi tự dưng lúc đấy các sầu đang ăn vỏ trứng một cách vui vẻ, tự dưng thấy Sky kiểu kéo cái rèm lại che đi là ôi thôi xong, biết chuyện gì rồi, oài kiểu biết là chuyện gì đang diễn ra, Sky các thứ đấy. Đấy xong xong sau khi mà xong thì Sky lại kéo rèm ra.